chào mọi người nha. Thì hôm nay mình rảnh đổi mình xuống với cái bờ suối nè mọi người. Bờ suối này rất là quen thuộc luôn. Và mình phát hiện có một cái loại rau mà nó sẽ giúp đỡ được cơ thể chúng ta rất là nhiều luôn. Cái loại rau này thì nó có tác dụng là nó trị về cái bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi tiết niệu, rất là tuyệt vời mọi người. Thì bên cái kênh Văn Hải Channel của mình cũng đã có chia sẻ những cái bài thuốc về cái loại rau này. Đó mọi người coi nè, đó. Đó mọi người thấy không? Rất là tốt luôn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại cho mọi người bên cái Văn Hải Vlog này một cái bài thuốc mà từ cái loại rau này mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta có thể trị được căn bệnh của chúng ta, bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi tiết niệu, đường tiết niệu của người ha. Có rất là nhiều cách luôn, nhưng mà có cái cách mà này thì đã có một bạn sử dụng và chia sẻ lại cho mình. Bạn đó sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Chỉ sau sử dụng 3 lần thôi là cái sỏi bàng quang của cái sỏi thận á nó đã trôi ra ngoài. 7 ly không người ha, sỏi 7 ly mà nó đã trôi ra ngoài. Thì bạn đó mới chia sẻ lại cái bài thuốc này cho mình. Thì mình cũng đã chia sẻ rộng rãi ra cho mọi người và đã có một số anh chị em đã sử dụng và đã có kết quả rất là tốt luôn. Và hôm nay cái mùa này sao mà nó tốt quá trời. Đó. Thì nhân cái cơ hội này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc như về cái cây loại cây này. Và mình sẽ cận cảnh cho mọi người biết và cái loại rau này là rau gì mà nó lại tốt như vậy ha mọi người ha. Đây mọi người. Mọi người nhận ra loại rau gì chưa? Nó mọc ở mí nước vậy nè mọi người. Đó mọi người thấy nước không? Và nó rất là tốt luôn. Đây nè mọi người nè. Đó mọi người thấy nó tốt giá man không? Một bờ luôn, một bờ bờ bến luôn. Rau này là rau bợ mọi người ha, rau bợ. Đó mọi người thấy cái cấu tạo của lá nó nè, cái rau này cái bông màu vàng ha mọi người ha, cái bông màu vàng, nhưng mà cái mùa này nó mới lên lá cho nên nó chưa có bông. Đây mọi người, mọi người thấy cái cấu tạo lá của nó nè. Đó, và cái rau loại rau này là nó mọc ở dưới bìa nước như thế này. Đó. Và hôm nay mình chỉ chia sẻ cho mọi người cái tác dụng của cái rau bợ này mà nó có thể trị được cái bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang ha mọi người ha, sỏi bơ đường tiết niệu, rất là tuyệt vời luôn. Mà có một bạn đã chia sẻ với mình và đã có kết quả rất là tuyệt vời luôn và mình đã chia sẻ rộng rãi ra cho mọi người rồi. Và hôm nay bên Văn Hải Vlog thì mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người một cái bài thuốc này để mọi người có thể cập nhật và chúng ta có thể sử dụng cho chính bản thân ta và người quen, người thân của chúng ta. Để mà sử dụng cái rau bợ này mà chúng ta có thể trị được cái bệnh sỏi thận thì nó rất là đơn giản thôi mọi người. Đó. Mọi người lấy cho mình một nắm rau ha, mọi người bứt lên. Đẹp như thế này mà bứt uổng quá nhưng mà cũng phải bứt thôi. Mọi người bứt lên. Đó. Bứt như thế này. Bứt một nắm cho mình. Rau bợ không vậy ha. Rau bợ. Mọi người bứt cho mình một nắm như thế này. Đó. Bứt một nắm. Cái này là ít thôi, mình ấy thôi mà mọi người bứt nhiều vô, bứt nhiều vô. Đó. Bứt nhiều vô. Đó. Nửa miếng nữa đi. Đó. Bứt uổng ghê luôn, nó đang tốt. Đó. Đó, một nắm là nhiêu đây nè mọi người ha. Đó. Và mọi người rửa sạch đi, rửa sạch đi mọi người ha. Rửa qua nước muối loãng và rửa nước sạch để ráo cho mình, rửa thật sạch đi. Đó. Cái này mọi người phải rửa cho thật sạch nha. Ở dưới này nó vi khuẩn nó nhiều không à. Mình không có chắc ăn được đâu, mình phải rửa cho thật sạch. Cái lá này thì mọi người rửa nó không thấm nước đâu, nhưng mà cái phần gốc nè. Đó, cái phần gốc này nó rất là dơ. Cho nên là mình phải rửa cho thật sạch. Mình có thể bứt rễ bỏ luôn hoặc mình có thể dùng sử dụng rễ luôn. Nếu chúng ta rửa thật sạch thì khỏi cần bứt rễ bỏ, chúng ta chỉ rửa thôi. Và mọi người chuẩn bị cho mình một trái dừa sim ha. Nếu không có dừa sim thì dừa mình cũng được. Có dừa sim thì càng tốt hơn. Dừa sim xanh không người ha. Dừa sim là được, nhưng chung là không có thì mọi người dùng dừa thường của mình vẫn được, không sao hết. Và mọi người dạt trái dừa ra, dạt ra và mọi người để nguyên vậy đó. Và mọi người chế nước ra ngoài cho mình một ít, một nửa trái dừa, chế ra một nửa trái dừa, chế nước á, chế ra nửa đi. Rồi mọi người bỏ cái rau bợ này vào đó. Ha, bỏ rau bợ này vào. Và mọi người nếu mà bỏ rau bợ vào mà nó chưa đầy nước nữa thì mọi người sẽ chế vô cho nó còn một ít nữa là nó đầy. Đó. Và mọi người sẽ đậy nắp lại. Mình khui cái nắp mình nhớ mình khui kỹ ha để mà hồi mình đậy lại. Và mọi người bắt lên bếp á, cái trái dừa đó mọi người bỏ lên bếp á, mọi người nấu cho nó sôi lên. Rất lâu nha mọi người ha. Mình đã làm và mình đã nói chung là mình đã demo cho mọi người bên kênh Văn Hải Channel á, mình đã demo là mình nấu tầm giá thêm 1 tiếng 60 phút đổ lên thì nó mới sôi được bởi vì trái dừa nó rất là dày. Và sau khi chúng ta đã có một cái trái dừa mà bỏ rau bợ rỗng rồi và nó sôi rồi thì chúng ta để thêm khoảng chừng 5 đến 7 phút nữa và chúng ta lấy trái dừa xuống và tắt bếp đi. Và chúng ta ăn hết cái rau bợ này và uống hết nước dừa đó. Và chúng ta sử dụng là trước khi
trước khi bữa ăn là khoảng 30 phút ha mọi người ha. Đó. Thì cái bài thuốc này theo các bạn đã chia sẻ lại cho mình đó, thì bạn đó dùng tới 3 trái dừa là 3 lần 3 trái dừa là bạn đó đã tiểu ra ngoài cái cục sạn là 7 ly không người ha. Cho nên bạn đó mới chia sẻ bài thuốc này lại cho mình. Đó, cái rau bợ không ha. Thì đó là cách mà chúng ta có thể sử dụng cái rau bợ này kết hợp với trái dừa sim mà chúng ta có thể hỗ trợ điều trị và điều trị luôn cái bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi đường tiết niệu. Riêng bài thuốc này thì rất là nhiều cái bài thuốc sỏi thận, nhưng mà nếu ai học bài thuốc này thì rất là tuyệt vời luôn. Thì nhân đây thì mình cũng chúc mọi người bệnh á, mình gặp được cái bài thuốc này, thì nếu như chúng ta tin tưởng bài thuốc chúng ta sử dụng, nếu mà học bài thuốc thì chúng ta sẽ được khỏi bệnh thì rất là mừng luôn. Và nếu như vậy thì mọi người comment lại cho mình để mình vui cùng mọi người ha. Và đặc biệt nếu như chúng ta sử dụng mà nó có hiệu quả như vậy thì chúng ta nên nhân rộng cái bài thuốc này ra, cách chia sẻ bài thuốc bằng mọi bộ hình thức ha mọi người ha, bằng truyền miệng cũng được, chia sẻ link của cái kênh YouTube của mình vẫn được, và mọi người có thể chia sẻ qua Facebook hoặc là Zalo, rất là tuyệt vời luôn. Mọi người thấy nè, mỗi lần uống có nhiêu đây thôi nè, mà theo như bạn đó chia sẻ đó là chính bạn đó đã khỏi bệnh mà, mỗi lần uống có nhiêu đây mà uống có 3 lần như vậy nè mà đã hết sỏi thận, sỏi bàng quang rồi. Thì mọi người cứ nghĩ như đây nè, mà bao nhiêu người uống cho nó hết cái đám cỏ, cái đám rau bợ này, cái này gọi là rau bợ hả mọi người ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều luôn đó. Bức cung khuỳnh thì thấy uổng, nhưng mà cái mình phải demo mình bức lên cho mọi người biết, và một nắm nó cỡ này đó, một nắm nó là cỡ này đó. Thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho mọi người rồi cái bài thuốc từ cái cây rau bợ này mà chúng ta có thể điều trị được cái bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi đường tiết niệu. Nếu anh em nào học bài thuốc thì rất là tuyệt vời mọi người đó. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh Hải Vlog. Nếu như yêu mến mình thì mọi người cho mình xin một lượt đăng ký mọi người ha, và một like để mình có tinh thần hơn để Hải làm thêm những cái bài thuốc hay hơn nữa. Ngoài ra nếu chúng ta mà muốn tìm hiểu thêm một số bài thuốc á, thì mọi người nhấn cái chuông để nhận được cái bài thuốc nhanh nhất và chính xác nhất sau khi Hải đã đăng lên. Và ở bên Phan Hải Channel thì cái kênh bên đó thì mình đã chia sẻ từ rất lâu rồi, bài thuốc từ rất lâu rồi, thì có 500-700 bài thuốc bên đó đó. Thì nếu mà anh em mà gấp quá mà không có chờ đợi bờ cái Phan Hải Vlog của Hải mà đăng nhiều bài thuốc lên á, thì mọi người cứ search trên YouTube á, cái tên là Phan Hải Channel đó, nó có một cái hình avatar màu vàng như thế này nè, đó là Hải. Thì mọi người cứ vào đó mọi người xem rất là nhiều bài thuốc ở trong đó, mà cũng đã rất là nhiều anh chị em đã sử dụng những cái bài thuốc trong đó mà đã có kết quả rất là tuyệt vời luôn. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho mọi người cái đám rau bợ này mà nó có thể giúp đỡ được cho chúng ta rất là tuyệt vời. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh Phan Hải Vlog. Thì kênh mình hiện tại thì mình cũng bỏ rất là lâu rồi, và mình cũng làm nói chung là dạng là tổng hợp, nhưng mà mình thấy nó cũng không có ý nghĩa nhiều, nên hôm nay thì mình cũng chia sẻ một số bài thuốc cho mọi người để có thể giúp đỡ được cho mọi người vấn đề gì hay không trong cuộc sống, mà nếu anh em nào tin tưởng thì sử dụng bài thuốc thì rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra thì ở đây có rất là nhiều cái rau, người thấy không, cái rau ngổ á mọi người đó, ở đây là rau ngổ nè, nó cũng có rất là nhiều cái bài thuốc, và từ rau ngổ này nó có thể trị bệnh ung thư, sơ gan, viêm gan C, nó trị rất là nhiều bệnh mà ở trên Phan Hải Channel mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Và nếu như anh chị em nào muốn mình chia sẻ về cái bài thuốc từ cây rau ngổ này, đây mình cho mọi người xem cây rau ngổ nè, đây đó, nó gần giống như cái rau ôm của mình, nhưng mà không phải, nó mọc lan ở ngoài đồng ngoài xá nè. Nếu anh chị em nào muốn mình chia sẻ bài thuốc từ cây rau ngổ này thì mọi người cứ comment ở dưới phần nhận xét, mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái công dụng của cây rau ngổ này rất là tuyệt vời luôn. Và những cái liệt liệu như thế này thì chúng ta rất là rẻ tiền, ai cũng có thể làm được, và một số anh chị em mình có hoàn cảnh khó khăn á đều làm được luôn. Và nếu như họ bài thuốc thì chúng ta đỡ, rất là đỡ tốn tiền, bởi vì chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền, thì chúng ta nên tìm những cây thuốc nam như thế này mà chúng ta có thể sử dụng trị bệnh thôi người ha. Lưu ý rằng trị bệnh không phải là chúng ta dùng thuốc mắc tiền là nó sẽ hết đâu, chưa chắc không người ha. Và những cái thuốc rẻ tiền như thế này thì chưa chắc gì nó đã không hết bệnh cho mọi người, bởi vì nó rẻ tiền nhưng mà nó hợp với cái căn bệnh của mọi người thì nó rất là tuyệt vời luôn.
Và cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Và cuối cùng thì Hải cũng xin chúc mọi người bệnh mau lành bệnh và hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống này. Và bây giờ thì video Hải xin được kết thúc ở đây. Mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh một số cái rau bợ này, cái hình ảnh đẹp của nó hơn rồi ha. Và bây giờ thì clip xin được kết thúc ở đây. Bye bye mọi người nha.